Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Là vì cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này, lược thuộc các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Hiện tượng lạ lùng ở Israel, bụi gai bốc cháy như trong trình thuật Kinh Thánh. Tổng giám mục chính thống giáo chống vaccine chết vì COVID-19. Sự suy giảm tàn phá trong việc thực hành tôn giáo ở những người Ba Lan trẻ tuổi. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin tức khác. Hiện tượng lạ lùng ở Israel, bụi gai bốc cháy như trong trình thuật Kinh Thánh. Một hiện tượng ánh sáng hiếm thấy khiến một số người suy đoán rằng núi Kakum là địa điểm thực sự của núi Sinai trong Kinh Thánh. Một hiện tượng bất thường lần đầu tiên được quan sát vào năm 2003, đang thu hút sự chú ý như một lời giải thích cho hiện tượng bụi cây bốc cháy trong Kinh Thánh, được tường thuật như là phương tiện để Thiên Chúa giao tiếp với ông Môi-se trong chương 3 của sách Xuất Hành. Cảnh tượng này liên quan đến ánh sáng rực lửa phát ra từ những tảng đá mà người ta chỉ có thể nhìn thấy đúng góc, vào đúng thời điểm và vào đúng ngày trong năm. Vị trí của núi Sinai trong Kinh Thánh đã là chủ đề tranh luận của các chuyên gia trong nhiều thế hệ. Mặc dù có một số địa điểm giống với bối cảnh trong Kinh Thánh, nhưng một trong những ứng viên hàng đầu là núi Kakum ở tây nam sa mạc Negev. Tại đó, một hướng dẫn viên du lịch người Israel đã chứng kiến hiện tượng này vào năm 2003. Tờ New York Times đưa tin rằng người hướng dẫn đã đến thăm địa điểm này vào khoảng ngày đông chí, khi mặt trời buông xuống thấp trên bầu trời. Ánh sáng của nó bắt đầu phản chiếu trên các sườn núi. Tờ báo mô tả những gì người hướng dẫn viên đã thấy như sau. Vào giữa trưa, khi mặt trời xuống thấp trên bầu trời vào một trong những ngày ngắn nhất trong năm, anh nhìn qua một khe núi sâu và phát hiện ra một vầng sáng kỳ lạ, lập lòe như ngọn lửa, phát ra từ một điểm trên một dốc đá. Truyền thông Israel nhanh chóng liên hệ ánh sáng rực lửa huyền bí này với bụi cây bốc cháy trong sách Xuất Hành. Có ý kiến cho rằng hiện tượng này chính là hiện tượng đã được đề cập đến trong Kinh Thánh. Và nhiều người cho rằng có thể ông Môi-se đã nhìn thấy một ánh sáng tương tự phản chiếu vào một bụi cây. Năm nay, các quan chức quân sự đã mở đường cho du khách vào ngày 21 tháng 12 đến một địa điểm hiếm khi mở cửa ngoại trừ vào hai ngày cuối tuần và các ngày lễ. Họ cho phép một nhóm khách du lịch, khách hành hương và những nhà thám hiểm tìm xem họ có thể nhận ra hiện tượng này hay không. Nhiều người cho biết họ thấy hiện tượng đó nhưng không rõ lắm, vì không được các quân nhân cho đến gần. Bên cạnh vầng hào quang ánh sáng này, có những yếu tố khác cho thấy Kakum có thể là núi Sinai trong Kinh Thánh. Các hình vẽ trên đá cổ có niên đại xung quanh các sự kiện của biến cố Xuất Hành đã được phát hiện trong khu vực, một số giống với viên đá 10 điều răn. Hơn nữa, ngọn núi nằm ngay trên con đường mà dân Israel sẽ đi từ Ai Cập đến Petra trong sách Xuất Hành. Núi Kakum cũng có một địa điểm, trong đó các nhà khảo cổ đã xác định được một bàn thờ hiến tế được bao quanh bởi phần còn lại của 12 cây cột. Một số ý kiến cho rằng các cục đá có thể tương ứng với các cột được nêu trong chương 24 của sách Xuất Hành khi ông Môi-se dựng 12 cột tượng trưng cho 12 chi tộc Israel. Bốn giám mục chính thống giáo chống vaccine chết vì COVID-19. Đức Tổng giám mục Cosma của Aetolia và Acarnania, miền Tây Hy Lạp, là một người chống vaccine rất nổi bật, đã chết vì COVID-19 sau một tháng nhiễm virus. Ngài qua đời ở tuổi 76. Ngài đã được nhập viện ở Gagrinio vào ngày 1 tháng 12 với tình trạng nhiễm trùng COVID-19. Trước khi được chuyển đến phòng ICU tại Bệnh viện Evangelismos của thủ đô. Việc chuyển đến phòng ICU của ngài đã gây ra phản ứng từ những người chỉ trích ngài. Đức Tổng giám mục Cosmas là người chỉ trích dữ dội các biện pháp của chính phủ nhằm ngăn chặn sự lây lan của coronavirus, bao gồm việc sử dụng khẩu trang và tiêm chủng. Trong một bài thuyết giảng vào năm 2020, Đức cha Cosmas đã đả kích những người không muốn tham dự thánh lễ ở một nhà thờ đông người và gọi họ là những kẻ hèn tin và không trung thành. Năm ngoái, Đức Tổng giám mục Cosmas đã được Thánh Công đồng Chính thống giáo Hy Lạp triệu tập để giải thích về việc không tuân theo và không tôn trọng quyết định thống nhất của Giáo hội Chính thống Hy Lạp
về các biện pháp liên quan đến coronavirus trong thời gian lễ phục sinh. Em gái của ngài, 75 tuổi, đã chết vì các biến chứng liên quan đến COVID vào ngày 13 tháng 12. Bà ấy cũng từ chối tiêm phòng. Sự suy giảm tàn phá trong việc thực hành tôn giáo ở những người Ba Lan trẻ tuổi. Đức Tổng giám mục Wojciech Polak, Tổng giám mục của Gniezno và là giáo chủ Công giáo Ba Lan cho biết đã có một sự suy giảm nghiêm trọng trong việc thực hành tôn giáo trong giới trẻ. Ngài thừa nhận rằng sự thất bại của hàng giáo phẩm Công giáo trong việc đối phó với lạm dụng tình dục bởi các giáo sĩ là nguyên nhân chính và đã kêu gọi giáo hội tiếp tục quá trình thanh lọc bản thân. Tuy nhiên, Đức cha Marek Zezasuski, Tổng giám mục Krakow, đã đặt câu hỏi về cách giải thích của Đức cha Wojciech Polak và cho rằng trên thực tế giáo hội là nạn nhân của đại dịch và việc sử dụng công nghệ ngày càng tăng của giới trẻ. Đức cha Polak chỉ ra dữ liệu được công bố gần đây cho thấy chưa đến 25% thanh niên Ba Lan hiện nay thường xuyên thực hành tôn giáo. Vào đầu những năm 1990, con số này gần như là 70%. Đức cha Polak nói trong một cuộc phỏng vấn với cơ quan báo chí Ba Lan, gọi tắt là PIP, rằng đây đơn giản là những con số tàn khốc, một sự đánh giá lại rất mạnh mẽ đang diễn ra trong thế hệ trẻ. Khi được hỏi liệu sự thất bại của hàng giáo phẩm trong giáo hội trong việc giải quyết các trường hợp lạm dụng trẻ vị thành niên có góp phần vào tình trạng này hay không, Đức cha Polak xác nhận rằng, không nghi ngờ gì nữa, sự sơ suất của hàng giáo phẩm, những vị không đứng về phía những người bị hại, đã làm suy giảm uy tín của chúng tôi như một cộng đồng giáo hội. Trong những năm gần đây, một số lượng lớn các vụ lạm dụng tình dục của các giáo sĩ công giáo ở Ba Lan đã bị đưa ra ánh sáng, và Vatican đã kỷ luật các giám mục của Ba Lan vì sự lơ là trong việc giải quyết vấn đề này. Đức cha Polak nói rằng, những tiết lộ như vậy đã gây ra một cuộc khủng hoảng đức tin sâu sắc cho nhiều người công giáo, khiến một số người trong số họ từ bỏ giáo hội hoàn toàn. Viện thống kê của giáo hội công giáo ở Ba Lan đã quan sát thấy rằng, song song với giảm sút thực hành đạo, ngày càng có nhiều người chính thức rời bỏ đức tin. Đức cha Polak nói với PAP rằng, cách duy nhất để xây dựng lại uy tín của giáo hội là chứng tỏ rằng chúng tôi đứng về phía sự thật và chúng tôi chịu trách nhiệm loại bỏ tất cả những tội ác này. Đây không phải là một quá trình thanh lọc dễ dàng, nhưng nó cần thiết để chúng tôi trở nên đáng tin hơn bao giờ hết. Đức Tổng giám mục lưu ý rằng, quá trình này đã được tiến hành kể từ tháng 6 năm 2019. Hơn một chục vụ kiện đã được tiến hành chống lại các giám mục Ba Lan. Ngài chỉ ra rằng một trang web đặc biệt cũng đã được thành lập để tư vấn cho mọi người về cách báo cáo lạm dụng và tìm kiếm sự hỗ trợ. Tuy nhiên, chẩn đoán của Đức cha Polak đã bị Zezasuski nghi ngờ. Phát biểu với đài phát thanh Krakow, Đức Tổng giám mục nói rằng đại dịch và công nghệ hiện đại là nguyên nhân chủ yếu. Đức cha Zezasuski được biết đến như một người có tiếng nói bảo thủ trong giáo hội, nói rằng việc đóng cửa các trường học và chuyển sang học từ xa trong 2 năm qua đã cản trở khả năng giao tiếp và phát triển bình thường của giới trẻ. Ngài cũng lưu ý rằng trẻ em bây giờ có nhiều khả năng học hỏi mọi thứ từ điện thoại thông minh của chúng hơn là nghe lời cha mẹ hoặc ông bà, khiến cho khó truyền đạt những giá trị giúp những đứa trẻ này lớn lên. Theo Đức Tổng giám mục Zezasuski nói, giáo hội đã trở thành nạn nhân của tất cả những gì đang xảy ra. Các câu trả lời không đơn giản như các dữ liệu sơ sài có thể chỉ ra. Các giám mục công giáo lưu ý rằng có một sự giảm sút có hệ thống về số lượng trẻ em tham gia các lớp học giáo lý công giáo trong trường học là tùy chọn, nhưng được hầu hết học sinh tham dự. Kể từ đó, trong bối cảnh hàng loạt cuộc biểu tình phản đối lệnh cấm phá thai, số lượng tham gia các lớp học như vậy thậm chí còn giảm hơn nữa. Trong khi đó, các cuộc khảo sát cho thấy người Ba Lan, đặc biệt là giới trẻ, có quan điểm ngày càng tự do hơn về các vấn đề như phá thai và quyền LGBT trái ngược với quan điểm của giáo hội.
To się dzisiaj kwestionuje i z tym wiążą się. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát kinh tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.